thương cháu lắm nhưng mà không biết làm thế nào được. Có giúp đỡ được cái gì đâu, muốn mình con dâu cho nuôi 6 người. Hai vợ chồng của nó với 4 bà cháu. Tôi thì bị bệnh mắt xuống cái thế này này. Thế chồng nó thì bị tâm thần. Một mình nó đi làm càng đáng cả gia đình thì thương cháu chứ biết làm thế nào được. Vâng, thưa quý vị và các bạn, chương trình Hoa Cúc Trắng thì đang có mặt ở thôn Hòa Bình, xã Mỹ Đức, huyện Đạ Tẻ, nơi mà bông hoa cúc trắng Đỗ Thị Hoa nhiều những cái cố gắng nỗ lực trong học tập thì đang vươn lên. Hôm nay thì chúng tôi đang gặp chị Ma Tiên, là mẹ của bé Hoa, và bé Hoa thì đi vắng. Chương trình rất muốn mẹ Ma Tiên sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn lý do nào mà bé lại xa nhà như vậy. Lý do chị là do bố cháu ốm tự nhiên, đột nhiên ốm như chị, nên là cũng không làm gì, nên là cháu bắt buộc phải lên đấy là phụ bán hàng cho gì rồi lúc nào mà. Rồi đi học thì gì cho vài đồng sắm sửa thì sách vở. Vậy mẹ cho con đi xa nhà như vậy thì đưa ra quyết định đấy thì mẹ có phải suy nghĩ nhiều không? Có chị, lúc mà dì với lại bà ngoại điện lên là cho cháu lên đấy thì em suy nghĩ băn khoăn mà là không biết nữa. Cho con lên đấy thì trước tiên là nhà rất nhớ. Tại ở nhà có 3 đứa thì giờ mà cho một đứa đi thì cũng nhớ. Nói chung là vì hoàn cảnh thì cháu bắt buộc phải đi. Với lại ở nhà thì bạn cũng giúp được thêm mẹ những cái việc của vườn tược, là bạn cũng giúp mẹ khá nhiều dù là công việc nặng. Vâng, cháu nói chung là cháu cũng giúp đỡ mẹ nhiều lúc. Hôm nào tan học về mà hôm nào không đi học thì sáng sớm thì cháu dậy phụ mẹ hái dâu, chăn tằm. Lúc nào không hái dâu thì làm cỏ dâu, làm cỏ bưởi. Bé đi như vậy thì mẹ sẽ vất vả hơn để phải kiêm nhiệm tất cả những việc này. Vâng, nói chung là bắt buộc phải cho cháu đi chị. Tại một mình em thì hoàn cảnh như thế này không, nói chung là không lo được cho các cháu tới đây để ăn học. Nên là bắt buộc phải cho con lên đấy để phụ gì. Khó khăn vất vả của gia đình thì bắt đầu từ cái việc là bố bị cái bệnh không mong muốn. Thì anh nhà mình là bị bao nhiêu lâu rồi? Cả nhà em bị khoảng được hơn 5 rồi chị ạ. Bắt đầu từ cái thời điểm nghe cái thông tin mà biết chồng bị bệnh như vậy thì trong lòng mình nó ngổn ngang những cái mối lo lắng và cái thực tế là phải càng ngáo như thế nào. Lúc mà nghe tin nhà chồng em bị bệnh như thế thì em rất hoang mang, rất lo sợ chị. Lo không biết là sau này ai là người gánh vác gia đình, ai là người mà chạy tiền nong cho con đi học. Cháu thì học cũng được chị ở nhà cháu ngoan. Nói chung đi học về những lúc thỉnh thoảng mẹ đi làm, hôm nào mà cháu mà nghỉ thì chiều sáng sớm thì cháu làm được tiếng hơn tiếng. Còn chiều mắt thì cháu ra làm tiếng hơn tiếng tại đây nắng ấy chị. Nhưng mà các cháu cũng không chịu được. Có lúc thì sạc có góc bưởi chị, có lúc thì làm cỏ góc dâu. Vâng, còn lúc nào mà mẹ chăn tằm thì phụ mẹ cắt dâu cho tằm ăn. Thì nhiều lúc mà bảo 3 đứa đi học này cứ đầu năm học và hết cả chục triệu hơn chục triệu em mà không biết tiền đâu mà chạy cho các con sắm sửa đi học. Nhưng mà may mà nhờ có các nhà hậu tâm hỗ trợ, họ thỉnh thoảng họ hỗ trợ cho, cũng gọi là gom cho các con là cứ đóng được đứa nào trước thì em đóng trước. Sắm được cái gì trước thì em cứ sắm, còn chưa có gì em vay mượn hàng xóm xem ai có cho mượn thì em vay. Giờ bố thế này thì bà là chắc con phải nghỉ học, nhưng mà em động viên cháu là thôi con cứ đi học đi, lúc nào mà mẹ không chạy được tiền không thì đóng học cho các con thì chắc con cũng phải nghỉ học. Rất thương em bởi vì như là con của tôi thì cũng học lớp 7 nhưng mà cháu nó không có cái được suy nghĩ chín chắn và quan tâm tới gia đình như em ạ. Bởi vì em nó sống rất là tình cảm, có tinh thần và trách nhiệm trong các hoạt động trên lớp hoặc là như những lời tâm sự của em, những buổi nói chuyện gọi là cô trò cũng vui đùa thôi, nhưng mà qua những cái buổi vui đùa đó thì mình tìm hiểu được cái hoàn cảnh cũng như là cái tâm tư và tình cảm của em. Tương nhất từ những cái câu nói, tức là cái suy nghĩ của em rất là thương về em biết lo nghĩ cho bố mẹ,
đơn thuần như là trong dịp Tết á, khi mà em được nhận cái phần học bổng là 1 triệu để mua sắm quần áo, thì em có tâm sự là cô cho em xin cái tiền đó để về cho mẹ mua đồ ăn tôi uống trong cái dịp Tết. Tại vì em cũng đồ của em cũng được các bạn thầy cô cho đồ là vẫn có thể sử dụng được. Hôm nay là ngày mà con buồn nhất, là tháng đầu tiên con xa nhà. Khoảng khắc trời mưa khiến con nhớ về ngày mưa ở Đạ Tẻ, cũng nhớ về khi con ở bên gia đình mình. Từ ngày bố bị bệnh, gia đình mình càng trở nên khó khăn. Bà thì mắt kém, một mình mẹ phải nuôi cả gia đình. Ba anh em chị em cùng mẹ phải cố gắng kiếm tiền. Những buổi học được nghỉ, con phụ mẹ ra vườn làm cùng anh chăm tằn để kiếm sống. Em thì còn bé nên chỉ phụ được một chút việc nhỏ, còn con và anh thì xin đi làm thêm. Khi các bác nhờ việc, tụi con sẽ đi làm và lấy tiền. Mỗi lần kiếm được tiền, tụi con sẽ đưa cho mẹ để mẹ mua đồ ăn. Công việc hiện tại của con là phụ dì bán tạp hóa, mỗi tháng cũng kiếm được một chút. Xóm mình khi biết tin bố bị bệnh, mọi người đều buồn. Những bác trong dòng họ cũng giúp đỡ nhà mình. Anh em làng xóm khi có đồ ăn ngon sẽ cho gia đình ta. Anh thì đi phụ các bác để kiếm tiền. Con sợ nhất là khi tụi con phải nghỉ học. Mẹ suy sụp trước hoàn cảnh của gia đình. Em còn nhỏ, vậy nên con không mong muốn em phải nghỉ học. Mỗi lần con và anh hay nói với nhau về chuyện hai anh em, một trong hai sẽ phải nghỉ học để phụ mẹ làm. Còn nếu anh con nghỉ học thì con sẽ phụ mẹ làm việc vườn cùng mẹ. Và hôm chủ nhật nghỉ, con sẽ đi phụ các bác cắt rau, trồng ngô. Thỉnh thoảng khi đến mùa vụ, tụi con sẽ đi xin các bác mót lại xem có những hạt lạc hay những hạt gì đó thì tụi con sẽ mang đi bán. Đồng tiền này tuy ít ỏi nhưng đối với con thì nó đã cho gia đình con một bữa ăn trong tháng ngày cực khổ của gia đình con. Con ước bố sẽ khỏi bệnh, mẹ bớt khổ hơn để con đỡ phải xa bố mẹ và về cùng ba mẹ, để nhà mình lại có những bữa cơm sung vầy mà không phải của các bác thương tình cho. Để nhà mình lại có những tiếng cười của bố và mẹ cùng ba anh chị em. Thực sự là đối với các cháu ở đây thì ba cháu đang đi học. Thì năm vừa qua thì cũng có được cái hỗ trợ của một số cái tổ chức cá nhân. Thế nhưng mà thực sự nếu lâu dài thì với hoàn cảnh kinh tế gia đình của cháu thực sự là khó để các cháu theo học đến trường. Đây là một vấn đề rất là nan giải. Thì mong rằng cuối cùng các mạnh thường quân này, các nhà hảo tâm này, các nhà tài trợ để giúp cho trước hết là hoàn cảnh gia đình, cái thứ hai là các cháu về tương lai sau này các cháu được cấp sách đến trường, không bị bỏ học giữa chừng. Tôi cũng mong rằng cuối cùng là thông qua chương trình này, cũng mong rằng tất cả các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đấy, giúp đỡ cho các cháu cuối cùng là các cháu có điều kiện để các cháu cấp sách đến trường, giúp gia đình vượt cái khó khăn trước mắt ban đầu bây giờ. Em Đỗ Thị Hoa thì là một trong những cái trường hợp mà học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong nhà trường. Thì trong những cái năm vừa qua thì nhà trường cũng quan tâm rất nhiều về cái công tác những cái hỗ trợ, những cái chính sách về cái việc mà hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Thì riêng cái trường hợp của em Đỗ Thị Hoa thì là một trong những cái trường hợp đặc biệt đó. Thì, cụ thể thì hoàn cảnh gia đình thì khó khăn, bố thì bệnh, về sức khỏe, về tinh thần thì không được đảm bảo, rồi điều kiện sống thì cũng không được tốt. Nhưng mà mặc dù như vậy thì em Hoa thì cũng có những cái nỗ lực cố gắng để vươn lên trong học tập và đạt được những cái thành tích nhất định trong cái 2 năm học vừa qua khi tham gia học tại trường Lê Quý Đôn. Nếu như mà không có sự hỗ trợ
của các tổ chức, các đoàn thể, rồi thầy cô, bạn bè. Thì chắc có lẽ là cái như thông lệ đối với những cái học sinh ở cái trên địa bàn ấy, thì trường hợp của em Đỗ Thị Hoa cũng rất có thể là sẽ bỏ học ngang chừng, không thể theo học tiếp tục được cái chương trình Hoa Cúc Trắng. Đã thực hiện rất nhiều những cái ước mơ rồi, thì tới đây cũng sẽ thực hiện cái ước mơ đối với em Hoa, và sẽ thực hiện đối với những cái ước mơ của những cái học trò khác, đặc biệt là đối với cái khu vực Nam Tây Nguyên mà còn có rất nhiều những khó khăn về điều kiện về kinh tế.